đây là cái gì đây, trăm phần mì tôm. Vậy bây giờ mình phát cho dân làng một phần gạo với một phần mì tôm, rồi thêm cái gì vô? Có nước mắm, và đồ ăn như là bột ngọt. Hello, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Thu dậy rất là sớm để chuẩn bị cuộc hành trình đi đến nơi để giúp đỡ các em nghèo cũng như là trẻ mồ côi và những người ở trên vùng núi. Hôm nay Thu có mang theo một ít thuốc, mấy cái thuốc này bữa mình mua ở Costco ở bên Mỹ á. Giờ về là mình sẽ xách đi lên luôn đỡ các cháu ở trên đó. Cần thì mình sẽ đưa ở trên đó cho các ở trên vùng núi người ta xài luôn. Bữa mình Thu mang về được có 10 hộp nên Thu xách hết lên trên đó. Và bây giờ Thu mời tất cả các cô chú, các anh chị cùng đồng hành với Thu để lên miền núi, mình sẽ giúp đỡ những cộng đồng trên đó nha. Đây là một cái việc Thu cũng ấp ủ rất là lâu rồi, thì hôm nay mời cả nhà mình cùng đi nha. Mẹ của mình nè. Bà lo sáng nay mình đi sớm, bà cứ lo thôi. 3 giờ ta đã dậy, ta ra đây ta ngồi đi. 6 giờ cái chuyến bay khởi hành bay đi mà giờ này bà đã lo đi rồi. Đi đâu, bà 4 giờ đi ai biết được. Họ đi ra sớm ra đây ngồi đây này. Chúng mày đi ta nhìn thấy chúng mày đi ta vui chứ sao. Đó. Đúng là mẹ nào cũng lo cho con thấy không. 5, 6 giờ đi, 3 giờ dậy ngồi đi canh rồi. Ok, bye mẹ, thôi con đi nhé. Đi đi đi, đi được bằng an. Alo, rồi, cảm ơn, đi đi, đi cho tới nơi, về đến nhà đi. Hôm nay chuyến bay mình xài là cái máy bay Vietjet để đi ra vùng Đắk Lắk, Kon Tum nha. Khởi hành hôm nay lên chuyến bay thì trời nó có mưa nên là xung quanh khu vực này nó có ướt át một chút. Đây, Thu quay sơ cái khu vực máy bay và bây giờ mình đã lên xe bus để đến máy bay. Tại thì Thu đã đến được sân bay Pleiku nha, và bây giờ mình sẽ khởi hành đến những cái trạm mà mình sẽ làm từ thiện cho các cô chú. Ly cà phê này 48.000 3 ly. Bánh mì này thì 50.000 2 ổ. Mình ăn thử ổ bánh mì ở trên đây coi nó như thế nào nha. Bánh mì giòn quá ha, rất là giòn và ngon. Lên đây khí hậu lạnh 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 á, mua ổ bánh mì nóng ăn ngon. Bánh mì nó giòn tan luôn á. Ở trên Pleiku thì mọi thứ đều có màu xanh hết, nhất là hai bên đường. Đa số người dân ở đây thì người ta sống nhiều về nông nghiệp, trồng cây rồi trồng lúa. Bây giờ mình ghé vô một cửa hàng bách hóa để coi có một ít kẹo nào để lên làm quà cho các cháu nhé. Còn những vật dụng kia thì mình đã nhờ sơ mua giùm rồi. Cô đã đến cô nhi viện Vinh Sơn 3. Cảm ơn cô ạ. Cô ơn cô. Dạ, cảm ơn cô.
cái phần gạo mà để phát cho gạo này gạo 10 kg rồi. Đây là phần gạo để phát cho Dinh làng. Đây là cái gì ạ? Vậy bây giờ mình phát cho Dinh làng một phần gạo với một phần mì tôm rồi thêm cái gì vô? Có nước mắm. Cái này là gạo cho các cháu 300 kg cho mấy cháu ở đây. Đây là gạo cho các cháu. Mình á là với cái số tiền mà thu dự trữ được á, chia ra được 300 phần, thu muốn tặng á là 300 phần quà gia đình cô chú nghèo ở trên đây. Ở đây thì sơ phụ trách tổng cộng bao nhiêu cháu ạ? Em từ mẫu giáo tới em học đại học luôn. Học đại học cao đẳng luôn. Em nhỏ nhất là khoảng bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. Có một em dưới 3 tuổi và một em còn lại là em 4 tuổi tới học 12. Bây giờ mình có nhận mấy em mới nhỏ nhỏ hơn nữa rồi. Dạ, năm nay thì tại cơ sở cũng nhiều em rồi, bên lại nó hơi chật thì con số mình được chết đi 75 tới 80 thôi, thì năm nay cũng nhiều người xin nữa nhưng mà mình cũng phải đánh đau lắm. Mình nhận mỗi năm thì mình cũng sẽ không lo đủ cho các em. Dạ, không lo đủ điều kiện cho các em thì tâm đó. Thì cho con hỏi này, thì mỗi tháng thường thường nếu ở trong đây thì mình khoảng mình chi ra khoảng bao nhiêu cho các cháu và các nguồn trợ cấp từ đâu rồi? Còn cao su, còn bơ ngô, còn mì, lại làm ruộng. Làm ruộng mình cũng đóng góp đó để mình mua cái ruộng, còn cái bên ruộng mình cái bạc mì được bao nhiêu đó thì mình cũng mua những cái phẩm như là đồ ăn hoặc là các gia vị. Lâu lâu thì cũng có ăn dân người trong nước của mình, Sài Gòn, Quảng Nam và bên Vũng Tàu họ tới họ thăm thì họ cũng cho ít quà mì tôm này kia, mình cũng nhờ đó mà mình nuôi sống lại thêm. Đây là nhà Nguyễn. Em ngủ chung một ngủ tập thể, còn đây là phòng cơm. Phòng cơm. Phòng cơm. Đây ai phụ trách nấu cho sơ? Có hai em trước đây nó ở Minh Sơn mà nó học xong rồi. Đây, đây, đây. Đó, đây là chỗ nấu tiếp. Hai em này là. Chợ cho em. Ừ. Coi cái bếp này. Đây mình vẫn xài bếp củi ha. Dạ, xài bếp củi. Dạ. Thì nó cũng hơi cái đó là nấu cơm hả sao? Cơm thì mình cắm. Cái đó là mình đang nấu cái gì? Dạ, nấu canh rồi nói chung là nấu đồ ăn. Mình dùng củi ở đây thì hơi cực là mình dùng củi, cho nên mình cần cái số củi. Mà số củi thì mình không có tiền để mua trong xe thì mình nếu có giỏ thì ở đây là người ở trên núi xuống người ta xin bổ dạng hay sao? Xin bổ dạng. Có nhiều gia đình ở xung quanh đây là họ không có ruộng, nhưng năm năm họ cứ làm thuê hoặc là họ có chuối hoặc là có cái bó củi họ tới gửi cho mình. Cô đi qua bên này là bó củi là như là mình muốn cho họ. Mà mình đổi gạo, người ta đổi gạo cho mình, người ta đổi củi cho mình hay là đổi những thứ người ta có rồi người ta xin gạo. Dạ, người bắp chuối hay là chuối là cái gì rau lang để mình cho heo ấy. Dạ, thì là họ người ta xin đổi gạo. Họ bó từng bó như vậy thì mình cứ đổi họ từng mấy ký đó. Dạ. Thì do cái tuần này là mình cũng sắp hết gạo, sẽ cũng lo tại vì mỗi lần đổi như vậy nó cũng nhiều á. Thì sơ không dám đổi thì tuần hai thằng nguyên tuần này nào. À là khi mà mình họ cứ bó từng bó vậy này là mình cho họ bao nhiêu ký gạo vậy? À là người ta cứ đi mang những cái nhu yếu phẩm này xuống người ta sẽ xin đổi gạo cho sơ. Dạ. Kỳ này là sơ sắp hết gạo rồi hả? Mình sơ ghi trên bảng ở ngoài đường là ngưng đổi gạo đó. Dạ. Thì họ cũng hóa gạo cũng tới nữa.
Dạ, có một số người hôm qua kêu họ lần tới mà mình bởi vậy thế nó chắc cũng sợ, sợ không là đủ lo cho mẹ em là cho nên điều giờ có quà này bà phát cho nên là họ mừng lắm. Dạ, hôm qua thế thôi mình có mình cứ phát cho họ một tí. Cho nên là bây giờ một nhà vệ sinh nhà dịch tôi được. Dạ. Ở đây thì cho con hỏi chứ thí dụ số điện thoại của Sơ là số mấy, thí dụ có những cái cô chú nào muốn liên hệ hay là giúp đỡ thì Sơ có số điện thoại hay là như thế nào để liên hệ không ạ? Dạ có, số điện thoại là 0982 847 671. Rồi số Zalo thì mình liên hệ sao? Cũng, cũng Sơ xài một số này thôi, có Zalo. Dạ rồi rồi. Có Viber luôn rồi đấy. Dạ rồi, con cảm ơn Sơ tại vì con chỉ là một cái cầu nối thôi, còn đây là cái điều kiện của con thì con có, con đến trực tiếp của mình để con giúp đỡ thì con cũng là một cái cầu nối. Nếu các cô chú anh chị nào muốn giúp đỡ trực tiếp thì cứ liên hệ tới Sơ, hoặc là có cái nhu cầu nào đó thì mình cứ liên hệ thẳng và hỏi những cái cần thiết thì Sơ sẽ thông báo cho mình và mình có thể giúp đỡ trực tiếp nhé. Thôi chỉ là cái cầu nối thôi. Thì ở đây cho con hỏi thí dụ giống như các cháu mà các vùng núi có bao giờ mà các cháu giống như là người ta đến xin quần áo hay là những cái nhu yếu phẩm gì không ạ? Dạ có, thì nhất là cái việc học á, họ cũng kêu là Sơ ơi có số có quần áo của cũ mà áo trắng quần xanh mà nó cũng cũng được để xin về cho con đi học. Và cái cặp có khi cái cặp mà nó rách rồi á, mình nghĩ là họ không xài nữa, mình cho mình cũng ngại. Thì mấy em mình trong này thì cũng cho mình xài thì mình cho sao mấy em mình nghĩ vậy, chứ mình cũng cho người khác mình cũng ngại, nhưng mà nếu họ xin thì lúc mình cũng cho họ cũng mừng, nghĩa là cũ cũng được miễn sao họ có, chứ họ cầm như vậy thì con họ cũng ngại mà bản thân họ cũng ngại. Ở đây thí dụ Sơ có nhận quần áo thí dụ người của những cái mạnh thường quân không ạ? Nhận thì lâu lâu mấy bữa nay thì nói chung cả năm nay thì rất là ít người tới, từ khi Covid thì họ quần áo mình vẫn nhận, tại vì trong này nó cũng mình cũng mua nổi. Nhận quần áo cũ này thì mình rất là cần. Mình nhận xong mình cũng thấy dụ dư thì mình cũng phát ra cho các đồng bào mình không cũng, ạ? Các em và cái lứa tuổi của em nó mặc được cái nào thì mặc, mà mình còn không thì những đồ nhỏ quá hoặc là lớn quá thì mình cũng chia sẻ bớt cho nên là họ cũng nghĩ là mình là nhiều á thì họ có xin thì đến lúc mình cũng cần mấy em trong này, mấy em nó đủ thì mình chia sẻ. Thời giờ đây còn phòng gì nữa không? Ở đây thì phòng này là phòng may. Những em mà nó học nghề xong thì nó học nghề may thì tôi vẫn mở cái phòng này để nơi tại vì ai là người sẽ dạy may cho các em à? Mấy em nó đi học ở ngoài, nó đi học ở ngoài cũng là cơ sở của các Sơ dạy luôn. Dạ. Mà nó về đây thì được 2-3 em nó về đây nó may. Dạ. Hôm nay là nó nghỉ may á. Nó thiết kế, nó tự may đồ bên em. Các em học ở đây thì các Sơ cũng sẽ dạy nghề cho các em ha, để các em có điều kiện để phát triển luôn ha. Cũng em cũng học trang điểm, nó có thể là gần nhà thờ có người là khi mình mang bộ đồ banda, trang phục của những người áo cưới banda thì cũng có người trang điểm, thì nếu họ có nhu cầu họ xin đi trang điểm luôn. Cứ như trên nhà thờ. Ba, bốn em là học bên, năm em là bên y sĩ, y tá, rồi cũng có giáo viên, cũng có số em là làm bên bên xã hội, bên xã là bên xã, rồi cũng có em là nghề may, cũng có em là nghề nấu ăn, học làm bánh, làm bánh mì. Dạ, tất nhiên là các em mà thích học cái gì thì mình cũng tạo điều kiện cho các em học cái đó. Còn em nam thì nó học là sửa xe máy, xe đạp, còn lại học hàn. Học hàn, học Ai đây? Xin chào. À, xin chào. Nói đi con chào. Các cô, các bác, các ông bà, các anh chị. Các con tên gì nè? Hả? Hả? Yêu thích. Còn con tên gì? Ai sẽ tăng? Rồi cho con, cho cô coi sẽ tăng coi nè. Sẽ tăng. Con tên gì? Sơn. Con tên gì? Con nói lại cho cô nghe nè. Đâu con bỏ tay cho cô coi nè. Con tên gì? Tên
Tên Như hả? Như hả? À, Như mấy tuổi? 5 tuổi. Còn con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Hả? 2 tuổi. 2 tuổi mấy? 2 tuổi hả? Mấy? Ai đây? Hả? Hay khí. Hay có con biết hát không? Con có biết hát không? Con hát cho cô nghe coi. Hát cho con. Con không biết hả? Thế con biết hát không? Con biết hát không? Con hát cho cô nghe coi. Con hát ok con, thì con hát bài gì đâu, con hát cho cô nghe coi nè. Con biết hát không? Con biết hát không? Con biết thì con hát cho cô nghe coi. Mèo. Mèo đi rồi hát đi. Mèo. Có chân cái chân vô. Rồi con hát cho cô nghe coi. Hả? Ừ, hay quá. Rồi con biết hát không? Rồi hát cho cô nghe nè. Thank you.
chính. Thì cảm ơn các cô chú các anh chị đã đến đây nhận quà nhé. Mỗi gia đình sẽ có là 4 cái quà đó, mình sẽ từ từ mình lên nhận mình là 5 phần gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm. Gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm. Cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã đến ngày hôm nay nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều. Oh.
quay lại cái thôi. Cũng có gạo nữa và một số vật dụng thì này Thu cũng mua cho các cháu, hy vọng là các cháu có thể xài đủ trong vòng mấy tháng ha. Đây trong đó có gạo. Rồi bây giờ là mình đang đợi gà, mình có mua ủng hộ cho các cháu là 200 con gà với lại một ít cám gà nữa để Sơ có thể nuôi và cải thiện bữa cơm cho các cháu cũng như là có thể bán ra để lấy cái tiền đó gây quỹ cho các cháu trong vấn đề sinh hoạt, và tôi có thể dùng cái tiền đó để giúp các cháu sinh hoạt hàng ngày ha. Rồi mình đang đợi gà, tới nữa là mình sẽ thanh toán hết cho Sơ luôn ha. Cũng như là để cải thiện bữa ăn cho các cháu và nuôi để lấy thêm kinh phí để cho các cháu nhé. Đóng mái có đủ không anh? Dạ đây đủ hết chị ạ. Dạ. Tỷ lệ nó khoảng 50-50 á. 50-50. Gà này là chích ngừa hết rồi ha. Dạ chích ngừa gì? Chích ngừa. Dạ. Đó là Sơ nuôi trong đó hả ta? Sơ nuôi trong cái nhà đó hả ta? Đi vô coi cái chuồng gà của Sơ. Mấy em cho gà cũng trong nhà hả? Dạ. Dạ luôn mà mấy gì đấy? Đâu mình đếm nha. Dạ. Để mấy em nó đếm nha. Dạ. Đằng sau đây là cái nhà gì vậy? Heo, nó gà. Giờ cho gà vô nhà.
Các ơi em cứ đếm nha, đếm cho 200 con. 30 con một giỏ. 30 con một giỏ. Ừ, rồi. Ừ. Nó bay ra bỏ vô trong nhà đi, đếm có nó bay ra là không lùa vô được á. Và mới nó bay lắm á. Đi hết mang hết vô đi rồi đóng cửa rồi ấy, có nó bay ra làm sao mà. Rồi, mà cứ đếm làm sao mà cứ 30 con giỏ được. Cho một người đếm. Nha. Rồi. Dạ. Nhiều đã có tâm lòng yêu thương và chia sẻ cho chị em một tấm lòng vàng cho em. Dạ. Thứ sơ xin ghi nhớ. Dạ. Cảm ơn sơ. Đầu tiên mà cô tới đây thì cũng hy vọng sau này nếu có dịp thì cô vẫn nhớ tới các em và các đồng bào nhiều khổ trên vùng núi Tung. Dạ. Chúng tôi chúc cô cũng như gia đình cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và gặt hái được thành công trong công dạ. Việc của mình. Rồi sơ cũng có gì gửi tặng. Không không thành gì đâu à. Dạ, cảm ơn sơ rất nhiều đã dùng chút thời gian để tìm đến các đồng bào nghèo để con có điều kiện để giúp hôm nay à.
Thì trong đây cũng có số tiền của chị của con và mẹ của con nữa, thì có một phần ở trong đó luôn. Có chị Trúc, chị Phượng, rồi của cháu, rồi của mẹ của con nữa. Cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn sơ rất nhiều. Các cháu chăm ngoan học giỏi ha. Dạ, ráng nghe lời nhé. Rồi khi nào cô có điều kiện sẽ quay trở lại sau. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Có để có mấy cái thuốc coi có mang về để dành cho các cháu nữa, mà hoặc là những cái người dân ở đây có ai cần thì sơ cứ việc chia bớt cho họ nhé. Hôm nay tâm nguyện lên đồng bào miền cao để chia sẻ những phần quà cho những gia đình hộ nghèo ở trên đây, cũng như trẻ trẻ mồ côi đã hoàn thành. Cảm ơn ông bà, chú bác, cô chú đã đồng hành cùng với Thu. Hẹn gặp lại vào những video sau.